Dạ vâng, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một bộ combo loa G2000 kết hợp với X7 DAC. Em lắp luôn bộ mic vào. Đây là bộ combo mà chúng em đang chuẩn bị test trước khi gửi xe về dưới Hải Phòng. Ở thời điểm này là Hải Phòng cũng đã bắt đầu rất là khắt khe trong việc di chuyển, nên là đội ngũ kỹ thuật trong ngày hôm nay không thể xuống được, nên là sẽ tìm xe để gửi về cho bác đấy. Cũng đã chốt cái bộ này là 13 triệu đồng với một cặp loa G2000, một đẩy X7 DAC và một bộ mic không dây. Đây là đều là toàn bộ thế hệ mới hết nha các anh em nha. Toàn bộ là thế hệ mới.